Con diều luôn gắn liền với tuổi thơ. Nếu trên bầu trời chiều mà bạn thấy thấp thoáng đó đây dăm ba con diều đang bay lượn, hẳn là bạn sẽ nghĩ ngay chủ nhân của những con diều đó đang sung sướng lắm. Và tôi cũng đã cùng với những con diều sống những tháng năm dài như thế. Tôi nhớ thật rõ cái thằng tôi ngày ấy. Lúc đó tôi ước chừng 9-10 tuổi, nhìn thấy các anh lớn hơn tôi đua nhau thả từng con diều trên mảnh đất vuông vuông của phường, nơi chúng tôi thường gọi là sân chơi thiếu nhi, mà tôi thèm thuồng đến kỳ lạ. Ngày ấy chúng tôi khổ lắm. Đó là những năm 1977-1978, gia đình tôi và cả bao gia đình khác phải ăn độn khoai, sắn để sống qua ngày. Ba tôi ban ngày đi làm, ban đêm trên chiếc xe đạp cũ kỹ đi bán bánh giò, bánh chưng để, như lời ba nói, thêm được ký gạo cho các con được thêm sức khỏe. Còn má tôi chẳng sung sướng gì hơn. Biết bao nhọc nhằn hôm sớm khiến má phải gánh chịu những cơn bệnh triền miên. Thế mà tôi lúc ấy vô tư lắm. Trong bữa cơm chiều tôi chỉ ao ước có một con diều thật đẹp. Má tôi bảo, con hư lắm, không nghĩ gì đến việc phụ ba má. Ba tôi bên, nó còn bé, tuổi này mơ có một con diều là điều thường tình. Như được ba tôi chắp cánh, ngay hôm sau tôi bắt đầu đi nhặt từng que tre mang về vót vót mài mài. Cặm cụi từ sáng đến chiều tôi đã có một con diều bằng giấy báo cũ. Nó không đẹp như con diều tôi hằng mơ, nhưng đối với tôi, nó là cả một kỳ công. Chiều đến tôi hí hửng mang diều ra sân chơi, nhưng nó đã phụ lòng tôi. Vừa lên cao được khỏi đầu đã cắm xuống đất. Thử đi thử lại bao lần nó vẫn thế. Tôi thất vọng và xấu hổ với bạn bè cùng lứa. Ba tôi đã biết điều đó. Suốt đêm hôm ấy, sau khi đi bán về, ba đã thức để làm cho tôi con diều mới. Con diều được làm bằng cái vành nón lá cũ của má tôi. Buổi chiều hôm sau và những hôm sau nữa mới thật tuyệt làm sao. Con diều của tôi bay cao nhất, đầm nhất và cũng đẹp nhất nữa. Ở cái sân chơi ấy, bao nhiêu đứa trẻ đã phải trầm trồ thán phục. Lúc ấy và mãi mãi về sau này, đối với tôi, ba là hay nhất, giỏi nhất. Tôi vô cùng hãnh diện về ba tôi. Con diều bay trên cao kia như đang cười với tôi và kể cho tôi rằng nó đã thấy quê nội tôi có con sông hiền hòa, quê ngoại tôi có những cánh đồng mát mắt. Ôi, nó kể cho tôi nghe nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi nhắm mắt thả hồn theo trí tưởng tượng ấy, và đôi khi tôi thấy diều với tôi chỉ là một. Những năm tháng sau này, tôi đã tự làm được bao nhiêu con diều như thế nữa. Nhưng không con diều nào có được cái hồn như con diều ba tôi làm ngày xưa. Một con diều thật đơn giản, vì trong con diều ấy có đôi bàn tay và tình thương của ba. Ngày nay tôi đã trưởng thành, thì ba không còn nữa. Ba tôi mất đi khi đứa em út của tôi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Người đã hoàn thành sứ mạng của mình thật xuất sắc. Năm chị em chúng tôi đã từ những giọt mồ hôi, từ hơi thở mệt nhọc, từ tiếng rau bánh buồn bã trong đêm của ba tôi mà nên người. Mỗi đứa một cách, ba đã nâng chúng tôi lên để bước vào đời. Cũng như ngày xưa, ba đã từng giúp sức cho tôi để tôi được bay cao, bay thật cao trong bầu trời lộng gió. Chơi xưa kia và nhớ đến ngày mình còn bé. Kìa,
Bạn thấy không, ba tôi vẫn đang đứng kia, chỉ cho tôi cách thả diều đó. Rồi ba cười thật tươi khi con diều của tôi vượt gió bay lên cao. Thú vui lớn nhất của ba tôi là chăm sóc cây kiểng. Ba thường nói với chúng tôi, ba thích chơi cây kiểng là do ba giống tính ông nội. Thật vậy, dù công việc bận rộn đến đâu, ba cũng dành 2 lần trong ngày để tưới kiểng vào lúc sáng sớm và chiều tắt nắng. Năm nay đã ngoài 60 mà ba tôi vẫn còn đủ sức xách nước tưới cây. Ở vùng Trà Vinh xa xôi hẻo lánh này, nước ngọt rất hiếm. Nhà tôi may mắn lắm mới đủ tiền đóng cây nước. Lúc chúng tôi còn say giấc ngủ thì ba tôi đã bơm nước tưới cây rồi. Bé Bì thường hỏi ông. Nội ơi, sao nội thức chi sớm vậy? Vẫn nụ cười hiền từ móm mém, ba tôi trả lời cháu. Ông thức sớm để bắt sâu cho hoa, cho cây. Ông mà thức trễ, nắng lên, nó chui xuống đất hết. Thằng bé reo lên. Hèn chi, cô giáo dặn con phải bắt sâu chăm sóc hoa. Vậy mà lúc con ra bắt, không thấy con nào hết. Tội nghiệp thằng bé, nó vẫn nghe lời cô đấy chứ. Nhưng khi nó ra khỏi mùng, thì đã 8 giờ rồi. Trí nhớ rất tốt, lòng ham mê với cây cảnh cũng không ít. Năm nào ba cũng tính ngày để cho mấy chậu hoa cúc vàng của ba nở đúng ngày 20 tháng 11. Anh em chúng tôi bây giờ là 3 giáo viên thêm 2 cô giáo về làm dâu ba tôi, vị chi là 5. Riêng tôi còn là chiến sĩ phòng không, như lời nói đùa của đồng nghiệp. Đối với ba, từng nhánh cây, từng cánh hoa đều được ba nâng niu trân trọng như người thân của mình. Bé Bì được ông nội cưng nhất, vậy mà có hôm chạy giỡn, lỡ làm gãy một cây nhỏ. Cụ cậu phải chạy vào lấy băng keo bó lại, hy vọng cây sẽ sống để khỏi bị nội rầy. Hễ còn vài ngày đến 20 tháng 11 là ba tôi nằm không yên. Nghe chó hực lên một tiếng là ba vụt ra khỏi mùng, mở cửa, chỉ để canh mấy chậu hoa đang nở rộ. Chiều chiều, ba cắm cây cột cho cành tựa vào, nâng hoa khỏi ngã để chúng có điểm tựa, thẳng đứng nở xòe theo chủ ý của ba. Vào ngày 20 tháng 11, ba cho cả nhà đứng xoay quanh vườn kiểng của mình chụp hình lưu niệm. Thật ra đây cũng là tụ điểm cho học trò của chúng tôi xúm lại chụp ảnh khi đến chúc Tết thầy cô. Có bận, một học trò lớp 12 của cô em dâu tôi muốn làm duyên với bạn trai đã ngắt một bông hoa nghiêng đầu làm dáng. Bé Bì định la lên, tôi kịp thời bụm miệng cháu lại rồi dặn nhỏ. Đừng la lớn, làm chị quê với bạn. Con ra đứng chờ, khi thấy chị chụp xong á thì con giả bộ xin lỗi, rồi á đem bông ra đây cô hai giấu đi, để ông nội thấy là bị rầy cái đám đó ngang. Thằng bé y như lệnh, vậy mà lúc chiều xuống tưới nước cho hoa, ba tôi cũng phát hiện được.
Tôi còn nhớ mấy năm sau ngày giải phóng, hoa ở chợ huyện còn hiếm. Cũng mùa 20 tháng 11, ba tôi phải mất trắng một chậu hoa cúc vì học trò hái trộm hoa tặng cho cô. Cả ngày hôm đó, ba tôi nằm buồn thở ra, chép miệng liên tục, bỏ cả cơm trưa. Chúng tôi phải năn nỉ mãi, đến chiều ba tôi mới ăn cơm. Đối với ba, quý nhất vẫn là cây kiểng, trong đó có cây nguyệt quế của ông nội cho lúc ba mới ra riêng. Ba chăm chút cây như lo cho chính người thân của mình. Không biết cây bao nhiêu tuổi mà khi tôi chào đời đã thấy cây rồi. Nó được uống cong theo hình thú. Sau biến động kinh tế năm 1978, cuộc sống gia đình tôi càng thêm eo hẹp. Ba làm thợ mộc nuôi cả nhà. Lúc tôi vào học cao đẳng ở tỉnh nhà, ba lo đã chật vật lắm rồi. Năm sau, đứa em trai kế của tôi tốt nghiệp trung học và nộp đơn thi vào Đại học Sư phạm Cần Thơ. Ba mẹ tôi thức trắng mấy đêm liền, nhưng chẳng biết làm sao để có tiền cho em tôi đi thi. Không cho con biết cảnh quá túng của nhà mình, sợ con phân tâm ôn tập, ba mẹ tôi có chuẩn bị quần áo đầy đủ. Còn hai hôm nữa là đến ngày em tôi đi thi. Tôi thấy ba cứ đứng tần ngần bên cây nguyệt quế, nét mặt đăm chiêu. Tôi hỏi mẹ, chẳng lẽ... Tôi không can đảm hỏi hết câu, bởi tôi biết lòng mẹ cũng đau không kém, vì mẹ là người hiểu ba nhất. Hai mẹ con nhìn nhau cố giấu giọt nước mắt. Rồi chuyện đến phải đến. Bà đã bán cho người ta chậu kiểng quý để có tiền cho con thi vào đại học. Bây giờ em tôi mới vỡ lẽ, là con trai mà nước mắt nó lưng tròng. Trước khi đi thi, nó chào ba tôi mà nói trong nước mắt. Con sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng ba. Ba tôi chỉ gật đầu không đáp. Tôi biết ba hy sinh nhiều như vậy bởi ba kỳ vọng rất lớn vào đứa con trai đầu ấy. Hy vọng nó sẽ đem vinh dự về cho gia đình, đổi mới nếp sống lao lực của cha nó. Em tôi đi rồi, tôi thấy ba cứ nằm vắt tay lên trán thở ra. Có đêm giật mình thức giấc, tôi còn nghe tiếng trở mình, thở dài nhẹ nhẹ của ba. Em tôi thi đậu thật, nó học rất giỏi, rồi chiếm thủ khoa lúc tốt nghiệp cử nhân. Chúng tôi vẫn đùa mỗi khi nhắc về kỷ niệm cử nhân Nguyệt Quế. Bây giờ trong vườn kiểng nhà tôi đã có chậu Nguyệt Quế do chính em trai tôi mua bằng tháng lương đầu tiên của nó. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mắt ba đỏ hoe, tay rờ rẫm hoài cây nguyệt quế như trân trọng thành quả đổ ra của mình, lo cho con và thành quả học tập của con bây giờ biến thành hiện thực. Tất cả chúng tôi lặng đi qua làn nước mắt như muốn kéo dài phút giây thiêng liêng đó. Dù tuổi đời của cây nguyệt quế mới ít hơn cây của nội, nhưng hình dáng chẳng khác là bao. Bây giờ cây nguyệt quế được ba phục hiện rất giống cây của nội, như là đặt cả lòng thành xin lỗi người quá cố. Từ cây nguyệt quế, tôi thường kể cho bé Bi nghe chuyện ngày xưa, bắt nguồn từ tấm lòng của ông nội đối với ba tôi, rồi của nội bé Bi đối với ba của nó.
Cha tôi làm nghề xây dựng, mẹ tôi là giáo viên cấp 1. Tôi và em gái còn đang tuổi đi học. Cha tôi là người rất nóng tính và nghiêm khắc. Ông đặt ra kỷ luật trong gia đình rất nghiêm. Bài vở học hành của chúng tôi, ông luôn theo dõi hàng ngày theo thời khóa biểu của từng môn. Ông có một thứ uy lực đặc biệt khiến chúng tôi rất sợ và không dám làm điều gì trái với ý. Khi ông đang nóng giận thì cả nhà phải im phăng phắc. Tôi còn nhớ một biến cố quan trọng đã xảy đến trong cuộc đời tôi. Ngày ấy tôi đang học lớp 12. Trong lớp tôi là một học sinh khá giỏi và hiền lành nên các bạn học rất có cảm tình. Thằng bạn ngồi bên cạnh là con nhà giàu, thích ăn chơi nhưng được cái thông minh. Hắn không phân biệt giai cấp nên tôi cũng có cảm tình với hắn. Theo thời gian, chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi bị ảnh hưởng hắn lúc nào không biết và thường hay đi chơi với hắn, đi uống cà phê, đi xem phim hay đi coi ca nhạc. Tuy đi chơi, nhưng tôi vẫn học hành đầy đủ vì hàng ngày cha tôi luôn theo dõi xem xét bài vở của tôi. Nhưng cha tôi không hề hay biết cách sống của tôi đang dần dần thay đổi. Có một lần ngồi với hắn trong quán cà phê, tôi cảm thấy một mùi gì rất lạ trong khói thuốc của hắn. Tôi hỏi, hắn đáp tỉnh bơ. Ma túy, mắc lắm đó. Nhưng mà khi hút, mày sẽ có cảm giác đê mê bay bổng, quên hết sự đời. Hắn mời tôi hút thử. Tôi lắc đầu và khuyên hắn. Thôi, bỏ đi, không nên đâu. Rất hại cho sức khỏe đó. Hắn cười, nụ cười của kẻ từng trải. Mày khờ quá à. Hút nhiều hay là chích mới có hại, chứ hút một vài lần cho biết thì nhầm nhỏ gì. Hắn triết lý. Cuộc đời mà, phải nếm trải mọi thứ chứ. Phải nếm, phải biết hết, để sau này khỏi phải nuối tiếc một thời tuổi trẻ. Điều tệ hại là tôi đã không thuyết phục được hắn, nhưng hắn lại thuyết phục được tôi. Một lần tôi với hắn uống bia, trong cơn say tôi đã không làm chủ được mình, đã chiều theo ý hắn với suy nghĩ chỉ một lần thôi. Vâng, tôi đã nếm thử và chẳng thấy đê mê hay bay bổng gì cả, chỉ có cảm giác buồn nôn, khó chịu, toàn thân như tê dại, đầu óc u mê. Một điều rất kỳ lạ và khó hiểu là cái cảm giác khó chịu ấy nó không làm cho ta sợ hãi trốn tránh. Mà trái lại, nó cứ lôi cuốn ta, hấp dẫn ta như là một sự cám dỗ âm thầm nhưng mãnh liệt. Nó làm cho ta thèm muốn. Thôi thì, dù sao cũng đã một lần. Và như thế, tôi đã không còn đủ trí khôn và nghị lực để kiềm chế được mình. Tôi lại nếm thử lần thứ hai. Cho tới một hôm khi tôi chuẩn bị nếm lần thứ ba, thì tôi và hắn bị bắt. Điều lo sợ nhất của tôi lúc ấy là chắc họ sẽ báo về gia đình và cha mẹ tôi sẽ biết. Tôi hoang mang và sợ hãi, thậm chí nghĩ rằng sẽ không dám về nhà nữa. Nghĩ tới mẹ, tôi cắn chặt môi, cố không để bật ra tiếng khóc. Còn cha tôi, không biết cha tôi sẽ có thái độ ra sao. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi chỉ bị tạm giam một ngày. Trên đường về, tâm trí tôi rối bời. Vừa thoáng thấy bóng tôi bước vô cửa, mẹ tôi đã chạy ra ôm lấy tôi, òa khóc. Mẹ tôi nói một hơi thật dài. Tôi nhìn vào trong, thấy cha tôi đang ngồi như bất động, không nhìn ra phía tôi. Một lúc sau, ông mới bước ra, khuôn mặt thật giận dữ. Ông nói với mẹ tôi. Bà đi vào phòng trong. Thấy thái độ và nét mặt của cha tôi, mẹ tôi càng thêm lo sợ.
Bà níu lấy cánh tay ông, nói như van xin cầu khẩn. Tôi van mình, hãy tha lỗi cho con. Cha tôi vẫn lạnh lùng, nói như quát lên, gằn từng tiếng. Tôi nói bà, đi vào phòng trong. Khi mẹ tôi đã vào bên trong, cha tôi bước lại phía cánh cửa, đóng sập lại. Ông bước đến trước mặt tôi, đôi mắt đỏ ngầu, không nói một tiếng. Bóp, bóp, hai cái tát cực mạnh. Tôi ngã nhoài xuống nền nhà. Trong đời tôi chưa bao giờ bị đánh đau đến thế. Mắt tôi hoa lên, hai bên má rát bỏng. Trong phút chốc, tôi cảm thấy căm giận. Ông không thèm chờ đợi tôi, nói một lời xin lỗi, không màng đến sự van xin của mẹ tôi. Tôi lạnh lùng, ngước lên nhìn ông. Ông đã bỏ ra ghế ngồi, hai tay ôm lấy mặt, đầu gục xuống bàn. Tôi dửng dưng lặng lẽ bước lên gác, đến bên giường và nằm vật xuống. Bên tai tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ tôi. Tôi bất mãn, tôi căm giận, tôi sẽ không xin lỗi, tôi sẽ bỏ nhà ra đi, sẽ bỏ học, sẽ tiếp tục sống trụy lạc. Chỉ thương cho mẹ tôi. Tôi cứ nằm yên như vậy và suy nghĩ miên man. Chợt tôi nghe có tiếng bước chân lên thang gác. Tôi xoay người, nằm quay mặt vào tường, cánh tay che kín khuôn mặt. Bước chân chậm rãi, từ từ bước đến bên giường. Một bàn tay đặt lên vai tôi, bóp nhẹ. Con ơi, cha xin lỗi nha con. Trời ơi, tôi có nằm mơ không? Cha tôi phải xin lỗi tôi ư? Tôi không tin vào tai mình nữa. Tôi ngồi bật dậy để nhìn. Cha tôi đã ôm chầm lấy tôi, đôi vai rung lên. Một lát sau, ông nói giọng chậm rãi. Con ơi, con có hiểu rằng cha đánh con, nhưng mà cha đau, đau hơn rất nhiều với nỗi đau của con. Nỗi đau này bây giờ thì con chưa thể nào cảm nhận được đâu. Con có hiểu rằng cha thương con đến giường nào không? Con có hiểu rằng con chính là tương lai, là lẽ sống của cha không? Tôi quỳ xuống dưới chân cha tôi. Tôi muốn nói với người, nhưng cha tôi đã nâng tôi lên. Người vuốt mái tóc tôi, áp hai bàn tay vào hai bên má tôi. Tôi đã nhìn thấy lại niềm tin yêu trong đôi mắt của người. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi lại nằm xuống giường, cứ để mặc cho dòng nước mắt tuôn trào, những giọt nước mắt của sự ăn năn pha lẫn với những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Cha tôi mất đi khi tôi đang học năm cuối đại học sư phạm. Cả đời tôi còn văng vẳng lời trăn trối của cha. Con hãy luôn luôn sống cho xứng đáng với giá trị của một con người nha con. Cha tôi đã vĩnh biệt trần gian với khuôn mặt thật bình yên, thanh thản. Hiện nay, tôi và em gái tôi đều làm nghề dạy học, nghề mà cha tôi hằng quý trọng. Em gái tôi đã lấy chồng và đã có mái gia đình riêng. Mẹ tôi vẫn ở chung với tôi. Tôi đã có vợ và hai con. Như một quy luật của tự nhiên, bây giờ tôi lại đặt niềm hy vọng và mơ ước nơi các con tôi. Tôi lại thấy mình phải có bổn phận và trách nhiệm đối với các con.
Đầu năm lớp 6, tôi phải cắp sách đi bộ trên một chặng đường gần 5 cây số. Nếu đi đường tắt thì ngắn hơn độ khoảng 3 cây số, nhưng đường vắng và cát nóng cháy bỏng. Ngày ngày, cứ 5 giờ sáng là tôi sửa soạn lên đường, vậy mà cũng có bữa bị trễ. Trưa thường hơn 12 giờ tôi mới về đến nhà. Bây giờ tôi có thể khẳng định rằng suốt cuộc đời tôi không có ước mơ nào cháy bỏng bằng ước mơ có một chiếc xe đạp để đi học vào lúc ấy. Nhà tôi nghèo lắm, dưới tôi còn có 3 đứa em cũng đang đi học. Má tôi chỉ ở nhà nội trợ mà làm cả ngày vẫn không hết việc. Ba tôi trước đây đi biển, nhưng từ ngày bị đau cột sống, ông chỉ làm những việc quanh quẩn trong bờ, rồi ổn định nghề môi giới nhiên liệu cho các thuyền ghe đánh cá xa bờ. Cả ngày ông chạy hết chỗ này đến chỗ nọ mà đồng lãi cũng chẳng là bao. Vất vả ghê lắm, nhưng ba tôi vẫn chăm lo chu đáo cho anh em tôi học tập. Tuy nhiên, việc sắm cho tôi chiếc xe đạp là vượt quá khả năng của ông. Mới có mấy tháng đầu đi học xa mà tôi bị cảm thường xuyên, sức học sa sút hẳn. Tôi xin nghỉ học thì bị ông nạt ngay. Sao lại nghỉ học? Có khó cũng phải cố gắng. Ba ngày xưa không có điều kiện học hành thì khổ đã đành. Đến đời các con, ba cương quyết không cho đứa nào dở dang việc học. Suy nghĩ một lát, ông nói tiếp. Được rồi, nay mai ba sẽ mua cho con chiếc xe đạp. Đêm hôm đó, ba bàn với má là ông sẽ đi câu mực ít đêm. Đây là nghề sở trường của ba từ thời ông còn là thanh niên. Nghề này tuy khổ vì thức đêm, nhưng nếu may mắn có thể kiếm được mỗi đêm kha khá. Ngay trong đêm hôm sau, ba tôi thuê mướn thúng chai và đồ nghề xuống ghe Bắc Năm để ra khơi. Đêm đó má tôi không ngủ được. Sáng ra, má xuống biển rất sớm, ghe thuyền vào tấp nập. Mãi đến lúc nắng đã lên cao mới thấy ghe Bắc Năm vào. Thế nhưng khác với ngày thường, mọi người trên ghe đều mang một nét mặt âu lo. Không thấy ba tôi, Bắc Năm đến trước mặt má tôi một lúc lâu rồi nói. Tôi cho ghe rảo khắp mấy dòng để tìm mà cũng không thấy chú Bổi đâu cả. Má tôi chưa nghe hết câu đã kêu trời rồi ngã xuống bất tỉnh. Một lúc lâu, ghe của bác Mười Chai vào bến và đem theo cả ba tôi vào, người ông lạnh và tím tái. Thì ra, sau khi thả bạn câu mực xuống biển, ghe bác Năm mới bắt đầu đi đánh cá. Ba tôi may mắn ở ngay vị trí mà mực tập trung rất dày và ông đã tranh thủ câu vớt mực liên tục. Bỏ nghề lâu ngày, nay lại vừa thức đêm vừa hoạt động nhiều nên ông chóng bị thấm mệt. Nhiều lúc định buông tay để xả hơi, nhưng nghĩ đến chiếc xe đạp, ông lại vực dậy thao tác với một niềm phấn chấn và hy vọng. Thế nhưng trong cái may lại mang theo cái họa, cuộc sống của ba tôi đột nhiên nhói đau dữ dội, cả cái lưng cứ thẳng đơ ra. Mực bám theo dưới ánh đèn măng sông lấp loáng, nhưng ông đành bất lực không làm nổi. Cả mái dầm để điều khiển thúng chai cũng bị buông trôi. Ba tôi đành ngã lưng xuống giữa những con mực vừa câu được. Gặp dòng nước lạnh, thúng chai của ba tôi bị đưa đi rất xa, tận khu vực mà ghe Bắc Năm không thể tới. Ba cứ nằm đó buông xuôi cho số trời định đoạt. May mắn làm sao, đến gần trưa ghe bác Mười Chai phát hiện được và vớt ba tôi lên. Chuyến biển đó, số mực ba tôi câu được bán gần 200.000 đồng và bù lại, ông nằm bẹp cả tuần lễ. Thế nhưng, ông bảo má tôi nên mua ngay cho tôi cái xe đạp cũ, chứ ông không chịu giữ một đồng nào để lo trị bệnh. Chiếc xe đạp cũ ấy đã theo tôi suốt cả một quá trình học tập và phấn đấu. Hiện nay tôi đã có xe máy để đi làm và chiếc xe đạp ấy vẫn được cất kỹ trong nhà, mang một giá trị thiêng liêng không gì sánh nổi. Tôi nguyện sẽ giữ chiếc xe ấy suốt đời.
xuân, những cây hoa trong vườn của cha đã bắt đầu ra hoa. Tôi nghiêng người qua cửa sổ, nhìn cha đang còng lưng tỉa bớt lá. Những chiếc lá lìa cành như những kiếp người thầm lặng ra đi. Tôi cũng không nhớ rõ hoa đã nở từ hôm nào. Chỉ nhớ một buổi sáng thức dậy, đã thấy cha khẽ khàng nâng từng đóa hoa. Khuôn mặt già nua của cha bừng lên niềm vui sướng. Tôi muốn chạy vùng ra với cha như thời còn bé, ôm lấy chân cha, nghiêng đầu vòi vĩnh. Cho con một bông cúc trắng nghe cha, cho con một bông cúc trắng nghe cha. Hôm qua bông cúc trắng đã nở, cha cắm một bông nhỏ vào bình cho tôi. Đêm xuống, tôi mang bình hoa về góc nhỏ của mình, muốn rơi nước mắt vì thương cha. Cha vẫn tưởng tôi còn bé con như ngày nào, thích ngồi đếm từng cánh hoa. Cánh này cho cha, cánh này cho mẹ, cánh này cho anh, cánh này cho chị, cánh này cho con. Tôi nghe mùi hương ngai ngái thoảng qua mũi mình. Tôi đi ra vườn, đạp lên cỏ đẫm sương dưới bầu trời đêm lấp lánh những vì sao trong bé con. Tôi nghe gió lao xao, nghe tiếng chim đêm khàn đục, tiếng côn trùng rỉ rả rù rì, nghe mùi hương hoa trong vườn của cha ngọt ngào thấm vào da vào thịt mình, lạnh mát, thơm lừng. Bỗng dưng lại muốn rơi nước mắt, thấy cổ họng mình như nghẹn lại khi nghĩ tới cha, nghĩ tới hoa cúc nhỏ cha dành riêng cho mình, nghĩ tới thời thơ bé hay bám theo cha hay vòi vĩnh. Cha ơi, cho con một bông cúc trắng nghe cha. Cha ơi, cho con một bông cúc trắng nghe cha. Bây giờ đã là mùa xuân, trời đẹp và ấm. Dường như trong gió lúc nào cũng ngai ngái mùi tươi non của cỏ lẫn với hương hoa ngọt ngào lan tỏa từ vườn cha. Một đêm tôi ngồi từ đầu bên cửa sổ, nghe cây cối rì rào như tiếng ai thì thào trong gió, mang mát, nao nao đến da diết trong lòng. Mùa đến, mùa rồi lại đi, để lại sau lưng những niềm vui, nỗi buồn khi mờ nhạt, lúc rõ ràng. Và ai nhớ, ai quên những ngày mình đã đi qua, những con đường mình đã đi qua, những người mình đã đi qua. Chỉ có cha vẫn nhớ cho tôi nguyên vẹn hoa cúc của thuở hôm nào. Hoa cúc nhỏ xinh có nhiều cánh. Cánh này cho cha, cánh này cho mẹ, cánh này cho anh, cánh này cho chị, cánh này cho con. Tôi nhớ mãi những mùa xuân năm ấy, những mùa cha hãy còn trẻ. Bàn tay cha rắn chắc, khỏe mạnh, cha thường xốc tôi lên vai, cong kênh tôi đi quanh nhà. Ngày ấy tôi không biết cha cưng tôi vì tôi giống cha, hay vì tôi bé bỏng nhất nhà, hay là vì tất cả. Mỗi ngày tôi lại nhón chân mình lên, soi gương. Càng lớn tôi lại càng thích soi gương hơn. Mỗi lần soi gương tôi lại thấy mình giống cha hơn. Cha có nụ cười tươi nhưng đôi mắt buồn, cha có gương mặt gầy khắc khổ vì tháng năm. Mỗi lần nghe ai nói mình giống cha, tôi lại mỉm cười, nước mắt muốn ứa ra vì vui sướng. Dù rằng tôi biết nếu tôi giống mẹ thì tôi sẽ đẹp hơn, thanh tú hơn và được nhiều người quan tâm hơn. Nắng lên, gió thổi lao xao trong vườn, cha vẫn còng lưng với những hoa, những lá. Tôi không chạy ùa ra với cha như ngày nào. Hình như từ khi lớn, tôi đem tình cảm của tôi giấu kín trong lòng. Tôi nhìn cha từ cửa sổ, tôi nhìn cha từ góc tối, tôi nhìn cha khi cha không nhìn thấy tôi. Mùa xuân này, cha đã già hơn. Cơn bệnh vừa qua như làm tóc cha bạc trắng, làm lưng cha như còng lại và tay cha cứ chậm chậm run run. Tôi nhìn cha đưa tay tỉa từng chiếc lá, những chiếc lá lìa cành về gốc, như những kiếp người lần lượt ra đi. Chiếc lá này cho ai? Và chiếc lá này cho ai?
Tiếng con chim gì kêu ngớ ngẩn trong một tàn cây nhiều lá. Tôi bỗng dưng thấy nao nao trong lòng, thấy thương đến vô tận từng hoa cúc trắng của cha. Dù rằng trong vườn hoa của cha có cơ mang nào là hoa, có thật nhiều loài hoa. Ngày mai, nếu có đi đến cùng trời cuối đất, tôi vẫn có cha ở trong lòng. Mỗi mùa xuân đến, cha sẽ đem cho tôi một bông cúc nhỏ. Tôi tưởng tượng mình đang ở thời thơ bé, vui sướng ngồi xuống bên cha đếm từng cánh nhỏ xinh xinh. Cánh này cho cha, cánh này cho mẹ, cánh này cho anh, cánh này cho chị, cánh này cho con. Cứ mỗi buổi chiều về, khi nghe tiếng còi tàu hú bên kia cánh rừng thông, mẹ lại bế tôi ra trước cửa đón cha về. Đoàn tàu như một con rắn dài màu xám buồn bã, mải mê trườn vào sân ga. Mẹ cầm lấy cánh tay nhỏ của tôi đưa lên vẫy vẫy và nói: "Ba kìa, ba kìa." Tôi cũng thấy từ đầu tàu có một cánh tay đưa ra vẫy tôi. Năm đó chắc tôi khoảng 3 tuổi. Có những buổi sáng trời còn tối om, bà dẫn tôi ra sân ga để đi Krongpa tắm suối. Bà đắp cho tôi một cái hồ nhỏ để tôi tắm trong đó. Tiếng suối reo hoang dại bạc ngàn giữa một cánh rừng già đầy ấp mùi hương, mặt trời và cát nóng. Bà dẫn tôi đi khắp nơi trong suốt tuổi thơ và đi trên những chuyến tàu hỏa là nhiều nhất. Sau này lớn lên, tôi cũng trở thành một kẻ bị cuốn hút bởi những gì nằm bên kia chân trời. Tôi lên 6 tuổi thì ba tôi bị bắt. Sau này tôi biết ông vốn là một đảng viên được gài vào để tổ chức cơ sở cách mạng. Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên sau khi ba bị bắt. Tôi sợ những xó tối trong nhà, không dám đi ra căn nhà sau, không dám đi ra vườn. Tôi sợ cả những đứa trẻ con bên ngoài và nhận ra rằng thiếu ba là một lỗ hổng lớn trong đời. 5 năm sau, mãn hạn tù, ba trở về với căn bệnh lao. Ông lầm lẫn tên của anh em tôi. Mắt ông tối sầm lại như những buổi chiều mưa. Tôi nhớ mãi những cơn ho buồn bã của ông. Nhất là vào những mùa lạnh, ông nằm co trên giường, lén nghe tin tức qua đài phát thanh giải phóng hay đài Hà Nội. Nhìn vào mắt ông, tôi thấy ông đang chờ đợi một điều gì đó. Những năm tháng chiến tranh, đường tàu bị phá hoại ngưng hoạt động. Một sân ga không có tàu chạy là một sân ga chết. Thiếu những cuộc tiễn đưa, những bàn tay vẫy, những bước chân nặng trĩu quay về sau khi con tàu khuất sau đồi núi. Nhà ga trở nên buồn bã như căn bệnh ho lao của ba. Có những đêm mưa, mái nhà ga như nghiêng xuống, những toa tàu nằm im trong bóng tối như nhớ lại những con đường chúng đã đi qua. Ba cũng thế, ông nằm im gặm nhấm những kỷ niệm, ôn nhớ lại những khoảng trời rộng. Ông có quá nhiều chuyện để nhớ. Ông hay kể chuyện cho anh em tôi nghe. Qua những câu chuyện kể, tôi nhận ra
đời ông rộng hơn tôi tưởng nhiều. 4 năm sau khi được thả về, ông mất. Tuy bệnh tật, nhưng ông ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không khác chi làn khói của những con tàu để lại giữa bầu trời. Mỗi khi nghĩ về cha, tôi có cảm tưởng ông có mặt trên cõi đời này như một hoài niệm hơn là một thực thể. Nỗi sướng khổ ra đi cùng với ông như một giấc mơ. Những buồn vui nhọc nhằn của cuộc sống này cũng đã theo ông về trời. Những được mất của kiếp phù sinh cũng đã được vùi lấp đâu đó trong nỗi vô tâm đến lạnh lùng và bao dung của trời đất. Năm nay tôi cũng đã gần 50 tuổi đầu, thăng trầm dâu bể cũng nhiều. Những kỷ niệm cùng những điều có thể nhớ được tăng dần cùng với những đôi giày mòn đế mà tôi đã quăng ném đâu đó trên những lối mòn của trần gian, những ngõ ngách của cuộc đời. Mỗi lần nhớ đến cha tôi chỉ còn một cảm tưởng duy nhất, đó là người bạn thân nhất của tuổi ấu thơ, có ảnh hưởng sâu nhất đến tính cách sau này của tôi, và là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc sống. Khi tôi viết những dòng chữ này thì ba tôi đã an nghỉ dưới lòng đất. Ba tôi thọ 84 tuổi. Những người đến chia buồn đều cho ông cụ đã thuộc vào hàng xưa nay hiếm. Nhưng trong tôi, đó là một nỗi mất mát lớn lao, không gì thay thế được. Ba tôi là một nhà giáo nghiêm túc, hiền lành từ thời Pháp thuộc. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức được mình có một gia đình hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi thấy ba mẹ cãi nhau. Hai người xưng hô bằng từ mình ơi, nghe rất dịu. Ba đi làm, mẹ nội trợ, 6 anh chị em tôi, cấp sách đến trường. Một khuôn mẫu gia đình cách đây 40 năm trước. Năm tôi lên 8 tuổi thì mẹ mắc bệnh, một căn bệnh nan y mà đến giờ y học vẫn bó tay, ung thư. Mẹ tôi nằm 6 tháng tại nhà thương Huế. Dù bác sĩ giám đốc Lê Khắc Quyến đã lắc đầu, nhưng ba tôi vẫn không chịu bó tay. Người nghỉ việc đưa mẹ vào Sài Gòn với suy nghĩ còn nước còn tát. 6 anh chị em bắt đầu thấm thía nỗi cô cúc trong căn nhà vắng. Rồi từ Sài Gòn, mẹ trở về với làn da xanh mét, thân hình gầy guộc. Mắt ba sâu hơn, nụ cười thường nhật biến mất. Tất cả chỉ đợi thời gian. Ba đặt một chiếc giường song song giường mẹ. Trong giấc ngủ trẻ con, nửa đêm tỉnh giấc, tôi vẫn thấy ba ngồi nghiêng mình bên mẹ, chăm sóc, vỗ về. Mẹ tôi có một cái hộp bánh lu của Pháp, trong đó người cất vòng xuyến, chuỗi ngọc hồi môn, những cái kiềng vàng của các con, tiền dành dụm của gia đình. Nhưng cái hộp ngày càng lúc càng nhẹ dần, tiền của lần lượt đội nón ra đi, rồi vay mượn. Khi mẹ tôi mất thì gia đình hoàn toàn khánh kiệt. Suốt đời tôi chẳng thể quên cảnh ba ngồi khất nợ với một người bà con. Một người đàn ông quá vợ lúc 48 tuổi và 6 đứa con dại. Bây giờ tôi mới thấm thía hết nỗi vất vả của ba. Chúng tôi không còn người giúp việc. Ba lập một cái sổ thu chi hàng tháng. Chị Hảo, chị Hà đi chợ hàng ngày. Tôi nhỏ nhất cũng có bổn phận dọn bàn, lau chén. Chẳng thể còn những món ăn ngon thời mẹ còn sống. Cái bàn tay vốn quen cầm bút của chị tôi, chiên trứng thì trứng cháy, nấu canh, bữa mặn, bữa nhạt. Vậy mà ba không hề trách móc, than thở.
Có hôm người xuống bếp thay mẹ chỉ bảo chị. Việc trường, việc nhà chất nặng trên đôi vai ba. Mất mẹ, tôi ngủ với ba. Thói quen sờ vú của một đứa con út không dễ bỏ đi một sớm một chiều. Ba đã ôm ấp tôi, gối đầu tay cho tôi ngủ, cho tôi mân mê vú ba thay vú mẹ trong tiếng thở dài thầm kín. Và cứ thế, cuộc đời gà trống nuôi con của ba lặng lẽ qua đi. Ba trả nợ, ba thu xếp cho các con ăn học nên người với số lương ít ỏi của một giáo viên. Mỗi lần anh chị tôi đi thi, không bao giờ ba quên thắp hương trước bàn thờ mẹ, thầm vái vang một sự độ trì. Năm tôi học đệ tứ, tương đương lớp 9 thời nay, qua lời một ông chú, ba tôi có ý định tái giá với một người quen cũ. Các anh đã lớn không có ý kiến gì, chị Hảo vào bàn thờ mẹ khóc. Tôi quay mặt vào tường, đêm ấy không nói với ba một lời. Quá nửa đêm, tôi vẫn nghe tiếng trở mình. Và đó cũng là lần cuối cùng, không bao giờ chúng tôi còn nghe ba có ý định lấy ai. Ôi, cái lòng ích kỷ tệ hại của tôi. Giá như ngày ấy chị em tôi biết suy nghĩ hơn một tí. Giá như tôi ý thức được rằng, rồi mình cũng sẽ đi tìm một thứ gọi là hạnh phúc. Thì hẳn rằng chúng tôi sẽ không ngăn cản ba có một niềm an ủi khi chúng tôi lần lượt chắp cánh bay xa. Ngày ba về hưu thì tôi cũng ở năm cuối đại học sư phạm, nối tiếp cái nghề truyền thống của gia đình. Các anh chị đã trưởng thành, mỗi người đều có một sự nghiệp tương đối trong xã hội. Tưởng đâu ba đã thông thả tuổi già, an nhàn trong sự bảo bọc của các con, mãn nguyện với hương hồn mẹ. Miền Nam giải phóng, hòa trong niềm vui chung của dân tộc. Nhưng gia đình tôi lại có ít nhiều thiệt thòi riêng. Anh ruột và hai anh rể đi học tập. Ba tôi lại tất bật từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn, từ Quy Nhơn lên Đà Lạt, giữ cháu để cho các chị tôi làm lụng kiếm sống. Còn một chút của cải phòng thân, người cũng ngắt ra mà giúp cho các chị thêm tiền nuôi các cháu. Sự hy sinh của ba to lớn quá mà chúng tôi nào có cơ hội đáp đền. Sau này khi cuộc sống dần khá lên, các anh chị có điều kiện gửi tiền về chu cấp, thì ba vẫn cứ một đời sống khiêm cung, giản dị. Ba đến thăm nhà đứa nào thì nhà ấy phong quang, sạch sẽ, hoa cỏ tốt tươi. 80 tuổi, ba vẫn hái cà phê. Ngăn không cho ba làm thì ba bảo có lao động mới khỏe. Ba già mà tính không chướng, ba vui vẻ thăm hỏi mọi người từ trong làng ra ngoài xóm. Ai cũng khen ba phúc hậu, quắc thước, phong thái ung dung. Năm kia, ba về Sài Gòn dự buổi họp mặt của cựu học sinh trường trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị. Ba tươi tắn biết bao nhiêu. Khi đón bó hoa mừng thọ của học trò cũ, cố thầy cô đồng nghiệp trường xưa. Vậy mà đầu năm nay, ba bỗng yếu đi bất ngờ. Ba có nhiều câu lẩn thẩn. Ba bắt đầu nói về cái chết. Ba kể về câu chuyện 40-50 năm về trước. Ba sống trong hồi ức xa xăm. Tôi đã có cái hạnh phúc được chăm sóc ba những ngày cuối đời. Tôi bón cho ba thìa cháo, muỗng sữa. Tôi tắm cho ba, xoa nắng làn da mồi và những khớp xương gầy. Nhưng tôi vẫn chưa làm được những gì so với công lao trời biển của ba. Trong phút tỉnh táo, ba vẫn băn khoăn, đau xót cho sự gãy đổ hạnh phúc của đời tôi. Anh chị đến đón ba không về. Ba muốn sống và chết ở nhà đứa con út thiệt thòi nhiều thứ. Và đúng là phụ tử tình thâm. Cái sáng thứ hai ấy, đang dậy ở trường, lòng tôi bỗng như lửa đốt. Tôi bỏ dở tiết học ra về và kịp chứng kiến sự ra đi của người cha yêu dấu. 84 tuổi, 36 năm ở vậy nuôi con, trải qua những biến cố thăng trầm, đời ba khổ nhiều hơn sướng. Đám tang của ba tôi có rất nhiều thầy cô giáo và học sinh cũ của ba và của tôi hiện tại.
Một số ở xa cũng đánh điện chia buồn. Âu cũng là một niềm an ủi cho nghề giáo đạm bạc mà thanh cao. Ba ơi, nếu quả thật có một thế giới bên kia cực lạc, thì con chắc chắn rằng ba đang ở đó. Và xin hương hồn ba ghi nhận tấm lòng tri ân của các con trước sự hy sinh thầm lặng suốt cuộc đời ba. Thấm thoát đã hơn nửa năm rồi, chúng em không được sống gần cha. Kể từ khi người cầm cố ruộng vườn, cộng với số vốn liếng dành dụm hơn 20 năm, đem hùng hạp làm ăn và bị gạt mất sạch. Từ dạo đó, không khí vui vẻ đầm ấm trong gia đình như ra đi cùng của cải. Buổi chiều hôm ấy, đi học về, hai chị em đã thấy mẹ đứng tựa cửa, buồn bã. Mẹ khẽ nói: "Các con vào ăn cơm cho mau đi, để còn phụ mẹ tưới mấy bờ cam. Trưa nay người của công ty đã gọi cha đi làm gấp rồi." Chị em không ăn, lẻn ra sau vườn ngồi khóc. Em thui thủi bưng chén cơm mà nuốt nghẹn mấy lần. Em chợt nhớ tối qua, tay xoa đầu chúng em, cha thì thầm: "Hai con phải biết chăm ngoan, cha rất vui lòng, nhớ giữ lấy điều tốt và lánh xa những thói hư tật xấu nghe các con." Nào ngờ đâu lời ngợi khen kia cũng là lời nhắn nhủ trước khi người đi xa lo sinh kế. Người đi cửa nhà trống vắng, dòng sông tuổi thơ như không còn hơi ấm cha. Và chiều nào mặt nước cũng lao xao thả cói lên trời. Từ nay mọi việc trong ngoài đều cậy vào tay mẹ và hai chị em. Mẹ càng ngày càng gầy gò vất vả. Có lẽ mẹ âm thầm làm quần quật suốt ngày, hòng khuây khỏa phần nào nỗi buồn khi cha xa vắng. Còn chúng em ra vào nhìn đâu cũng mường tượng bóng dáng của người. Đây là chiếc võng cha thường hay nằm nghỉ ngơi, đọc sách. Kia là bờ cam, cha từng đặt nhánh mới nhú lên mấy búp lá xanh. Nhất là xem lại những tấm ảnh cũ chụp chung, càng khuấy sâu trong lòng em nỗi xót xa về một thời đầm ấm. Đời cha là những chuỗi dài lo toan tận lực. Cha là con trưởng trong một gia đình lao động nghèo có hơn 10 người con, nên ngay từ thuở nhỏ cha đã sớm gồng gánh mưa nắng. Đôi lần cha dắt em về thăm quê nội, người bùi ngùi chỉ từng khúc sông bến chợ, mà ngày nào đi theo ông nội trên chiếc ghe nhỏ mua bán đó đây. Em bồi hồi như thấy trước mắt hình ảnh một cậu bé cao gầy, độ 9-10 tuổi, áo quần lam lũ, đội từng thúng rau, thúng khoai đi bán. Sau này cha gặp mẹ, một cô giáo nghèo nơi trường xa, cùng cảnh ngộ. Giữa bốn bề thiếu thốn, buồn thay lần sinh nở nào mẹ cũng ốm đau, thiếu sữa. Chúng em lớn lên còm cõi và lắm bệnh tật.
Thời gian dài ấy, cha như con thuyền nan trong mưa gió mịt mù. Đồng lương giáo viên hợp đồng của hai người cộng lại như hạt muối bỏ biển. Cha phải mượn đất trồng rau, tỉa đậu, nuôi thêm gà vịt. Ngoài giờ dạy, người còn đi hớt tóc dạo, nhận chở hàng thuê. Để rồi cũng không kham nổi nữa. Cha mẹ cùng phải thôi dạy học, về gầy dựng mảnh vườn cam. Nhiều tối, cha về bụng đói, người mệt lả, nhưng miệng vẫn tươi cười. Nghĩ đến vợ con, cha mua về chút ít quà bánh. Những lúc ấy, ngọn đèn dầu trong gian nhà lá chật hẹp như cố cháy sáng hơn, soi tỏ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa nhen lên trong những ánh mắt. Nhưng nồng ấm nhất vẫn là lúc cả nhà ngồi quây quần bên nhau. Mẹ cha giúp chúng em ôn tập bài vở. Rảnh rỗi, cha còn đem chuyện những tấm gương tốt trong lịch sử kể cho chúng em nghe. Thế mà nay, vì lo cho cuộc sống gia đình, cha đành dấn bước. Không biết ở nơi nào đó, giờ này cha đang làm gì, đang nghĩ gì. Chắc cha cũng đang nhớ vợ, nhớ con. Tháng trước bặc tin cha, mẹ dẫn em tìm đến Long Khánh. Chú bảo vệ nói họ tên này không có trong công ty. Mẹ nghe như chết đứng, còn em như có ai vừa đè nặng lên tim. Hai hôm trước, nghe bác Tư cuối xóm nói nhỏ, khi đi rừng, bác có gặp một người vóc dáng rất giống cha, mặt mày đen nhẻm, quần áo lấm lem bụi đỏ, đang leo núi cùng với nhóm tìm vàng. Sợ lỡ chuyến xe nên bác không thể hỏi han thêm. Em thầm mong đấy chỉ là nhầm lẫn, nhưng cũng về thưa chuyện với mẹ và chị. Ngẫm nghĩ đến cảnh rừng sâu, nước độc, lỡ đất sập hầm, mẹ cùng chúng em cố nén mà nước mắt cứ ứa ra. Đầu năm vườn chỉ còn thư thớt mớ cam nhỏ cuối mùa, người đến mua biểu môi ép giá, tiền bán cam chẳng được là bao. Sáng qua, chị em nhét vội đôi bông tai nhỏ xíu bằng vàng 18 vào túi mẹ. Theo lời chỉ dẫn mơ hồ của bác Tư, mẹ lên miền ngược tìm cha. Đêm nay bài vở học xong, nghe lời chị khuyên, em viết câu chuyện ngắn này. Biết đâu nhờ báo, cha đọc càng hiểu thấu tấm lòng của mẹ và chúng em cần có cha bên cạnh hơn bất cứ vật chất gì, cho dù chúng quý giá nhất. Viết đến dòng chữ này, trời vừa hé sáng. Tháng giêng, cảnh vật dầm mình trong sương mù, con nước lớn mùa xuân cũng vừa thức dậy lao xao bờ bãi. Sông ơi, hãy cùng hòa nhịp với trái tim em, cất tiếng gọi cha về. Chiều nay, ba và anh hai tranh cãi về việc làm sao con tàu ra khơi được. Anh hai sắp tốt nghiệp đại học thủy sản nên đưa ra những chứng cứ từ lý thuyết trong bài học, còn ba thì từ những kinh nghiệm sống. Anh không hề chịu thua và cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn. Tôi chợt thấy ba lặng lẽ bỏ đi ra ngoài sân và cứ nhìn vào khoảng không nào đó. Có bao giờ ba như vậy đâu. Ba thường kể ngày xưa ba kém may mắn nên học không đến nơi đến chốn, không việc làm ổn định, trong khi bạn bè của ba ai cũng thành danh. Đó là vết thương lòng mà đôi khi ba hay trăn trở về nó. Có dạo ba gọi bốn anh em chúng tôi lại và nghiêm khắc.
Đời ba khổ vì thiếu học, các con phải cố gắng học. Đó là tài sản duy nhất mà ba có thể giúp chúng con. Lúc ấy không hiểu sao tôi nhận ra ba thật hiền, thật bình dị, không giống tính nóng nảy hàng ngày. Tôi còn nhớ nhỏ Băng hay nói ba là người khó tính và nó chẳng dám đến nhà tôi chơi. Tôi chỉ buồn và cứ nghĩ ba đã không cư xử tế nhị trước mặt bạn bè của con. Tôi giận ba, không nói chuyện với ba cả mấy ngày. Đến khi mẹ giải thích, tôi mới thấy thật ân hận. Rồi lần lượt bốn anh em tôi vào đại học. Tôi đọc trong mắt ba, xen lẫn sung sướng và lo toan chất chồng. Ba đưa cho tôi túi sách trước lúc tôi lên đường, với nụ cười ấm áp đầy khích lệ. Ráng nghe con. Không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy. Con thương ba lắm. Sắp xa ba, tôi mới can đảm nói lên điều đó. Những lần về thăm nhà, tôi thấy ba già đi rất nhiều, da sạm đen, người gầy nhom và thường ho khục khặc về đêm. Tôi biết ba nuôi thêm gà công nghiệp, sang lại miếng đất để trồng chanh, bao nhiêu việc đều do một mình ba làm. Trong tâm trí ba, lúc nào cũng nghĩ đến việc làm để kiếm tiền đóng học phí cho anh em tôi. Anh hai ơi, sao anh cố giành phần thắng với ba thế? Ba đã nhường cả đời ba cho anh em chúng mình rồi mà. Con tàu muốn ra khơi cần có nhiều bộ phận và cũng cần có người lái tàu giỏi nữa, phải không anh? Ba chính là thuyền trưởng tài ba nhất đã đưa con tàu chúng mình vượt bao sóng gió để cập bến an toàn. Chúng mình lớn lên từng bước trưởng thành bằng mồ hôi, nước mắt và tình thương của ba. Sao lại nỡ làm ba phiền lòng? Tôi bặm môi ngồi hí hoáy. Nguyễn Văn A, lớp phổ cập 4E, học bổng câu lạc bộ ông bà cháu phường 7, tháng 11, 1994, 20.000 đồng. Rồi Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị C. Tôi cười hỏi ba, học bổng gì mà chỉ có 20.000 đồng vậy ba? Ba lắc đầu, con thấy ít chứ gia đình chúng nghèo lắm, món tiền này cũng được phần nào đỡ đần. Lát nữa con rảnh, chạy đi mua cho ba ít bánh kẹo để tối mai các thầy cô và tụi nhỏ trường phổ cập vui ngày 20 tháng 11. Khoảng 2 tháng sau, trong bữa ăn chiều, ba tôi buồn buồn kể chuyện về mấy đứa nhỏ. Tội nghiệp, chúng sắp tổng kết học kỳ 1 rồi mà câu lạc bộ chưa đủ quà phát thưởng. Ba nhìn chúng tôi như giờ hỏi. Anh hai tôi sốt sắng. Con có chừng 10 cây viết máy Trung Quốc, ủng hộ được không ba? Chị tôi lại nói. Con có 5-6 cục xà bông thơm, cho được không ba? Ba cười rất vui, quay sang tôi bảo. Ngày mai con giúp ba gói quà cho tụi nhỏ nghe. Chớp ngay cơ hội tôi hí hửng. Con sẽ mua mấy tờ giấy kiến về gói quà, cả nơ nữa nghe ba. Ngờ đâu ba gạt phắt. Không, làm vậy là phí tiền, lại không thiết thực. Cái quý là biết tìm những gì mình đang có mà san sẻ cho các em, thế mới tốt. Tôi nào hay, đã từ lâu ba lặng lẽ lượm mấy cái bao xốp xanh đỏ, vài tờ giấy hoa đã dùng một lần để vuốt, xếp lại dành gói quà. Kể từ đó, tôi biết để ý hơn đến tụi nhỏ lớp phổ cập. Mỗi tuần, ba tôi có một giờ đứng lớp giảng về đạo làm con, nghĩa làm người cho chúng.
Ba kể tích xưa cho chúng nghe, nói chuyện nay cho chúng hiểu và làm theo. Ba lo nhất là làm sao duy trì được lớp phổ cập, khuyến khích chúng ham học và ngoan ngoãn hơn. Ông lặn lội khắp nơi, không quản nắng mưa sáng tối, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho tụi nhỏ. Việc làm ấy của ba dần dần đã lôi kéo theo cả nhà tôi. Thấy sách truyện hay, mua cho tụi nhỏ, có tấm giấy hoa hay cái hộp đẹp cũng để dành cho tụi nhỏ. Một hôm không biết ba vận động ở đâu về một cái vải quần tây thật to, vui vẻ kể cho chúng tôi nghe kế hoạch của ông. Giữ lại vài quần chia cho các thầy cô, số kia sẽ bán lấy tiền mua cái khác cho tụi nhỏ. Hai cha con tôi ngồi lại cùng bàn tính việc bán mua. Ngày phát quà, tôi chở ba cùng một bao đồ to tướng đến trường phổ cập. Lũ nhỏ mà tôi thường né tránh khi thấy chúng mời mua vé số hay nằng nì bán bánh cam, bánh còng, sao hôm nay bỗng dễ thương hơn. Ba tôi hỏi thăm từng đứa, ngồi nghe chúng kể chuyện học, chuyện nhà. Đối với ba, chúng rất mực lễ phép và thân quen như một người ông của mình. Ngày ba tôi bệnh, tôi trở thành thư ký riêng cho ba. Ba đọc cho tôi viết hết lá thư này đến lá thư khác. Tôi viết mà trong lòng cứ lo, không biết người ta có xem trọng những ý kiến của ba hay không. Chẳng gì to tát, chỉ toàn là những kinh nghiệm mà ba đã rút ra qua nhiều năm làm việc ở địa phương, vận động các nhà hảo tâm như thế nào, lên kế hoạch lo cho tụi nhỏ ra sao, tổ chức sinh hoạt và đứng lớp giờ đạo đức cần làm những gì. Cứ mỗi lần xong một lá thư, tôi thấy ba dường như nhẹ nhõm hơn, như hoàn tất một trách nhiệm mà ông bắt buộc phải lo, một công việc mà ông đã dành bao tâm huyết. Rồi ba ra đi. Tối hôm đó, trong lúc gia đình đang rất đông khách viếng, thì tôi nhận ra chú Năm, một thành viên của câu lạc bộ ông bà cháu, đang ngấp nghé ngoài cổng. Tôi chạy ra, ngỡ ngàng nhìn về phía đầu hẻm, một đoàn học sinh xếp hàng đôi ngay ngắn, đang đứng chờ từ bao giờ. Tụi nhỏ của ba tôi đó. Tôi ra hiệu cho chúng vào nhà. Với những nét rụt rè, ngơ ngác, chúng khẽ khàng nhường nhịn nhau tụ tập trước linh cữu của ba tôi. Một đứa con gái trông có vẻ lớn và chững chạc nhất đứng đầu, sau khi nhìn các bạn nhận đủ nhang xong, ngập ngừng lên tiếng: "Kính thưa ông Mười." Rồi lúng túng, méo máu, nó khóc. Mấy đứa đứng sau sụt sịt khóc theo. Không ai cầm được nước mắt lúc đó. Chú Năm vuốt vai dỗ dành nó. Mẹ tôi mắt lưng tròng lặng lẽ ngồi xuống ghế. Mấy đứa cháu nội không cần giữ kẻ, khóc hù hụ nhớ ông. Sáng hôm sau, khoảng một tiếng đồng hồ trước lúc đồng quan, tôi tiếp cô Dê, thành viên của Ủy ban Chăm sóc và Bảo vệ Thiếu niên Nhi đồng quận, người mà ba tôi đã gửi vài lá thư truyền kinh nghiệm lúc sinh thời. Cô nghẹn ngào bảo với tôi rằng cô biết tin trễ quá, chỉ mới tháng trước đây thôi cô có nhận được thư ba, đang định đến thăm ba, trao đổi và xin ý kiến của ba. Ngờ đâu muộn mất rồi. Tôi khóc, nhưng sâu tận trong lòng tôi lại thấy rất vui. Vui vì những tâm huyết ngày nào của ba tôi vẫn được trân trọng. Vui vì nỗi tự hào tôi là con của người. Và trên hết, vui vì vẫn còn đó những cánh tay, những tấm lòng lo cho tụi nhỏ.